Dạ, Thái xin kính chào các cô chú, các anh chị và các bạn. Hiện Thái đang có mặt là tại xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang. Thì đây là chiếc xe nghe quý vị và các bạn. Mình chiếc xe này là mình đã như là kêu gọi các mạnh thường quân hỗ trợ là mua được chiếc xe này. Mà là các chú các bác thì bây giờ chiếc xe này nó tung ra là nó rất là quý nha các bạn. Đối với cái xã Bình Chánh là chiếc xe này quý nhiều lắm. Thì hôm nay á, thì mình vô đây á, thì mấy chú là có một cái trường hợp là có hoàn cảnh khó khăn là nhờ mình giúp đỡ, nhưng mà mình chưa biết cái hoàn cảnh đó khó khăn như thế nào, thì mình sẽ đến mình hỏi coi ông chú Tám với ông chú Út coi là cái hoàn cảnh đó sao mà cần đến cái sự giúp đỡ của mình. Mà mình nghe nói á, thì hai vợ chồng này á, thì cũng không có bệnh hoạn gì hết á, là cũng nói chung ra là làm là cũng như là đủ ăn đủ xài đó quý vị, nhưng là gặp khó khăn mà mình cũng không biết là khó khăn gì, thì để chú Tám ông trình bày coi là cái hoàn cảnh khó khăn như thế nào. Dạ, chú Tám rồi con nghe nói là chú với chú nói với con là có một cái hoàn cảnh là rất là khó khăn, mà anh ấy thì cũng làm từ thiện như là cưa cây cắt nhà đồ tiếp ở đây mà không có điều kiện là để có nhà ở, là sao chú câu chú trình bày đó con nghe. Thì, cái thằng cháu này nè, hồi đó thì nó có cái chỗ để nó ở, thì bị gì hồi đó cái nền đất cũng như cha mẹ cho rồi xúm xích nhau đừng mà cất cho nó ở, rồi nó cũng họ thường tới lui để nó cũng đền nợ, nó cái tiếng đền nên quá đáng, nó thấy vậy nó cũng tới luôn, nó mần từ thiện, nó đốn cây, nó phiên cây, nó làm tiếp trong cái công cuộc mà mình làm từ thiện vậy nè. Nhưng mà nó ở đời thì thấy ở tròm xóm không ai ghét, mà tại không biết cách sao mà không có cái nhân duyên với gia đình. Cái bà già bà nó nặng nó nhẹ hoài, với vợ chồng ở không được cái đi. Nó cái tiếng đuổi thì nó hơi nặng, chứ thật ra là ở không được phải đi. Đi về bên vợ trời xui đất trụ, bà vợ bà kêu nó thôi gì ở giống nhau lo đụng ơi, tụi tôi phải lo đi kiếm chẹt kiếm đồ chở cái nhà nó về chển cho nó. Cất ở chưa được 5 ngày, chứ thật ra mới 3 ngày đồ mai chển đuổi nữa. Bởi vì bà già gỗ thì còn ông già ghẻ chăm chích vô, chăm chích vô, bị nghe ảnh có chút đỉnh tiền đó. Bộ không có chi sao chăm chích sao giờ đủ tuốt. Đủ tuốt rồi bây giờ phải đi về đây. Về đây thì tính tạm chỗ này tạm chỗ kia, thì anh em ở tròm xóm thấy gì người ta cũng cho ở đậu cái nền. Ở đậu cái nền này giờ giấc này cái đứa cái người mà ở cho đậu cái nền đó đó, người ta nói tao không có đổi. Nhưng mà ác có một cái người ta chửi sạn, người ta nói để người ta coi sắp xếp công chuyện được, người ta bơm cát cái nền được, người ta có cái nhà của vợ cho con. Mà người ta bơm cát thì mình cái nền nhà, cái nhà trình hình gì qua cho được. Bắt đầu giờ dân này nó khổ, nó lo dữ lắm. Tôi thấy vậy mấy anh em tôi ở đây trong cái công cuộc từ thiện này, tính để mua cho nó xuống chính nhà mua cái chiếc kẹt. Đừng cho nó dời cái nhà nó xuống chiếc chẹt, mà tôi tính trong bụng nó chắc mua chiếc chẹt đây rồi nó chìm làm sao thôi, mua mẹ phi rồi kết bè nó nổi phình hoài. Chỗ này không cho lại chỗ nọ à, thấy vậy thì nó cũng khổ nữa. Bây giờ tôi không biết làm sao, cô bác anh em ở bên ngoài tôi cũng có cái cầu mong xúm xích nhau tiếp cho nó mua được cái nền gọn gọn cho nó ở, thì nó còn có tương lai, chứ xuống dưới xuống sông tôi thấy gọi bít cửa, xuống sông là thua rồi. Bít cửa luôn, về suốt đời là cái như bít cửa luôn, làm sao mà bằng cái gì được. Bây giờ nó có cái nghề để dành nó nuôi bò. Con vợ nó thì đi cây lúa muống, con nó thì lo ăn học, mà ăn học từ ngày bị đủ tới tôi đủ lui rồi nó học biết rồi, năm nay nó không lãnh thưởng được, nó khóc ngò luôn, nó nhỏ học giỏi chứ nó giỏi đâu. Năm nào nó cũng lãnh thưởng hết trơn mà năm nay nó không lãnh thưởng được, bị nghỉ hoài, nghỉ tới nghỉ lui hoài rồi không có bằng gì được hết trơn. Cái gì thì thử ra tôi mới gợi ý với mấy chú ở đây coi có cái phương tiện nào để trợ giúp tiếp cho em cháu nó có được số tiền để nó mua được cái nền. Nền gọn gọn cho nó ở, đừng mà nó có cái công cụ. Bởi vì nó tôi nuôi bò đó, nó rất dễ nuôi bò, ở cắt cỏ rồi bỏ cho bò cái nó tà ra ngoài này với tụi tôi. Nó tiếp với tụi tôi, nó nhờ gì đó mà tụi nghiệp nhiều đó hả, tôi thấy tôi là ý kiến gì đó. Tất nhiên là lúc mà mình ảnh ở nhà, như là ảnh ở nhà bà già gột ảnh thì bị bà già gột ảnh đuổi. Thì nói tiếng đuổi nó nặng cho thật ra nó y gan đuổi vậy đi. Đuổi vô nhà bà vợ cũng đuổi luôn, đuổi luôn. Bây giờ mà mình đi ở đậu có người cho ở đậu, còn bây giờ là người ta cũng đuổi luôn, ý đồ là cũng như đuổi rồi đó, mà người ta nó hơi khéo sao mà
mà nó khác vậy thôi, chứ tại sao cũng như đuổi rồi. Sao mà khổ như trời, có thành những đi tới đâu từ đuổi tới đó. Cái số này hồi đó tiến độ không biết số làm cái gì đâu mà thiên hạ lụng đâu đủ đó. Cái cơ sở cái chỗ này nè không thể cho nó tạm ở được, chứ nếu mà nhà nước đồng ý thì đuổi nó nữa để tôi cho ở cái mà ông thôi kiếm mé xong rồi mình tới mình lưu ở đây tôi thấy nó quá khổ, bởi vì nó có cái chỉ biết cho nuôi bò, chăn nuôi bò, nuôi bò gà bãi bã vậy đó ha, rồi rảnh rỗi cái nó đi ra đây nó làm từ thiện tiếp với tụi tôi, có công có chuyện gì nặng nhọc cái kêu nó rồi nó đi. Chắc có lẽ con nghĩ nếu như mà cái hỗ trợ mua đất là chắc không có thể nào mà mua đất được đâu chú ơi. Nếu như mà mạnh thường quân đó, người ta có hỗ trợ chẳng hạn như là người ta hỗ trợ cho mua miếng đất đó đi, nhưng mà người ta sẽ đứng tên, người ta đứng tên rồi cho ở lại sau này, nếu như mà làm có điều kiện thì chắc có lẽ là có điều kiện sẽ mua cái chỗ khác để trả lại cái đó cho mình. Ơn gì cũng tốt lắm à nha. Cái vụ đó, cái chuyện đó bình thường thôi à. Cái vụ đó là tốt lắm mà, cái gì gì giờ cũng được. Chứ còn mà nếu như mà chưa mạnh thường quân mà mua miếng đất luôn mà cho anh đó chắc là khó. Cái bây giờ nếu mà nói bây giờ cho nó ở tạm ở, tạm thấy chán trả lại đi, nói cái câu nói đó đi, nhưng mà thực tế khi nó khá lên, trời Phật độ nó khá lên, nó có được cái nền khác, nó trả lại cái nền cho người ta, cái đó là được lắm. Cố gắng làm, không, tụi nó cố gắng mua cái khác, chứ đừng có mà phụ thuộc vào cái miếng đất như là mạnh thường quân đồ đã hỗ trợ đó. Đúng rồi. Ở đó luôn là cũng không được, mình phải làm, mình phải tự dương lên, đang có điều kiện mình mua riêng, đang mình ở. Nó hay hơn là cái thằng tụ nghiệp, cái thằng lớn đó, thằng lớn năm nay nó học tính ra hình như 11-12 vậy đó. Nó dùng nó nghỉ đi, nó thấy vậy khổ quá, nghỉ nó đi thành phố. Dạ. Phố ông già bà già nó bị dòng nước mới nhảy ra quá trời buồn khóc. Hỏi về đi làm gì, nó giờ con đi mà kiếm tiền mua cái nền nhà. Dạ. Bỏ học đi. Thì la quá khi không coi nhỏ nhắn tới nhắn luôn sao không biết, mấy bà dì cô gì đó, dì của nó rồi kia đem về. Dạ. Bị dòng con nít nói ra có biết từ chân mây lạnh gì phải nó đi theo chứ, có cha có mẹ nó rồi kia. Dạ. Rồi hướng dẫn đường đi nước bước. Còn này đụng mà như không ha, thằng mù phóng đi. Dạ. Sợ cũng chết luôn, lót sợ này lót sợ kia, tôi thấy tôi cũng chịu không nổi. Nhà anh gần ở đây không? Cũng đề gần à, đi vô khoảng cách chừng cái số trả lời à. Vậy ha. Ừ. Anh cũng hay ra anh ra tiếp đây là thực hiện cắt nhà ở đây tiếp hoài ha. Rồi, tiếp hoài ha. Tiếp hoài ha. Ừ. Thấy cũng chịu làm từ thiện mà sao mà đi tới đâu mà ai cũng đó. Thường thường ông bà mình nói cái câu số nghe suy nghĩ cũng có lý, nó cây khô tưới nước cũng khô. Dạ. Giận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo, để cái thằng nhỏ thế thì đứt ruột luôn á. Tôi thấy tôi tụng nghiệp dữ lắm. Thì bây giờ mình đi vô cổng được chút. Đi ha. Để nghe chú nói thì chú nói mình cũng thấy cũng tại nhà cho nghe quý vị, ông mình vô cổng mình coi vô đi gia đình sao vô cái chỗ cái nền đó đi rồi biết liền à. Rồi chú đi với con hay là chú đi đi chú rồi tôi có công chuyện nhiều quá rồi tôi còn dọn dẹp mình kia mới chở ba cây nữa. Chú nó dẫn đường đi đi. Vậy đi chú dẫn đi chỗ đi, còn toàn bộ ở đây cũng làm bên từ thiện. Cái xe này của mình bây giờ sao chú? Ngày chuyển bệnh nhiều không? Im không? Một ngày là cả quân bệnh 2-3 cuốc, 2-3 đời con hoài. Vậy ha, mình đi Long Xuyên nó đi đâu? Đi Long Xuyên là nhiều, bây giờ nói chung á, nó bị dịch rồi, giờ á là cấp trên ta không cho mình đi thành phố, mình sợ dịch thôi. Dạ. Chứ cũng mới đi hết 1 cuốc ngoài Đồng Nai rồi. À, nó cũng ok hả chú? Rồi. Xe ngon lắm, nhờ quân bệnh luôn hỗ trợ tụi tôi mới mua được cái xe này, giờ bà con ta cũng mừng, ở đây cũng mừng lắm. Điên cuốc, lần đầu tiên điên cuốc xa đi ngoài Đồng Nai là mình đi đó nghe quý vị. Bữa đó là chở cháu Trường Vũ đi đó, thì chiếc xe này nói chung ra là đi là rất là êm luôn. Mà nó chạy xăng nó rất là giọt, phóng dữ lắm. Thì các chú cũng mừng mà mình cũng mừng là cho cái xã Bình Chánh là được chiếc xe này. Thôi bây giờ hai chú cháu mình đi vô nhà anh đó ha chú. Rồi, đi. Tới nhà hai chú Tâm. Rồi. Nhà nào hả chú? Nhà đó đó. Nhà anh đây đó ha. Anh đang ảnh gì đó ha. Mướn làm ba đó. Còn bên đây là chỉ làm cái này làm gì á? Lột chà mướn nè. À. Đó con vợ nó với con nó lột chà mướn nè. Ba mẹ con lột chà mướn nha. Chà này mình lột mướn hả chị? Lột mướn à. Còn có gì đó nói lên. Bữa nay mình lột chỉ là một cây được nhiêu hả chị? Cây được 1 ngàn 2. 1 ngàn 2 một ngày mình lột được bao nhiêu cây? Ngày thì lột từ sáng đến chiều thì được 5-6-70 cây. 50-60 cây ha. 50 cây thì được 60 ngàn.
Dạ. Cực quá, mấy người lột anh chị? Mẹ con lột hết nhà. À, mẹ con lột hết rồi, nhà mình là mấy người lột? 5 người. Số năm thì ảnh người ra làm lột nữa. 5 người mà lột một ngày được có 60 ngàn à. Vậy nó khó lột kìa. Khó lột. Rồi khó lột. Người ta mướn thì mình lột. Từ ngoài lột chàm này ra mình có còn làm cái công chuyện gì không chị? Ai mướn gì cũng làm. Ai mướn gì cũng làm hết. Mà bây giờ không có chuyện làm hay sao mà mình ngồi mình lột chàm vậy? Dạ qua mà ngoài. Cả ngày qua mà ngoài. Giờ người ta mướn gì nè. Rồi lột, mẹ con lột. Cứ tiền mua gạo được ăn. Thường thường thì mình ở đây dù có mùa là mình làm cái gì? Cái lúa bằng cỏ. À, mình cái lúa với mình cỏ luôn ha. Dạ. Mình còn ngẩn gì nữa ngoài đó không? Thì người ta như người ta mướn rửa chén hay à, là làm gì đó, giúp việc nhà, lau nhà, người ta đồ đạc đó, người ta cho mình tiền. Dạ. Này, chị cho em hỏi chị tên gì vậy? Em tên Lộm. Cái gì Lộm? Nguyễn Thị Lộm. À, chị nhiêu tuổi rồi? 36 tuổi rồi. À, chị mới 36 tuổi rồi ha. À, đó là con lớn của mình đó hả? Con lớn đó mà nó yêu thế gì chứ nó yếu xèo của anh. Giò nó yếu xèo tại như là nhỏ đó. Như giò nó bị đẻ ra cái nó như muốn bẹp bẩm sinh vậy đó. Dạ. Nó nhiêu tuổi rồi chị? Nó 17 tuổi rồi. À, 17 tuổi rồi ha. Con lớn là 17 tuổi. Thì con thứ ba đó hả? Con thứ ba. À, nhiêu tuổi rồi? 15 tuổi. 15 ha, nhỏ hơn anh đó. Con gái. Gái. À, gái bao nhiêu tuổi? 13 tuổi. Có đứa nào đi học không chị? Có đứa nào đi học. Còn đang đi nốt đi học hả? À, tại vì cha nó đau hoài đó. À, mà rồi nó thấy cha nó mệt hoài rồi hai anh em nó nghỉ mà tiếp. Dạ. Gái tên gì con gái? Dạ. Con tên gì? Dạ con tên Ngân. Cái gì Ngân con? Đặng Thị Ngân. Đặng Thị Ngân. Ngân năm nay là bao nhiêu tuổi? Dạ con 13. Con học lớp mấy? Con học lớp 6 gần lên lớp 7. À, con học giỏi không? Dạ giỏi. Học giỏi có lãnh thưởng không? Dạ năm nào cũng có chứ, mà có năm nay chuyển nhà rồi nó không biết. Chuyển nhà đâu rồi nó không biết luôn hả? Dạ, không sức người ta. À, học xong lớp 6 rồi sang năm lên lớp 7. Mà lúc trước là năm nào cũng lãnh thưởng hết. Dạ. Rồi năm nay mình mất chuyển nhà hoài là sao con, sao chuyển nhà hoài? Nội đuổi. Hả? Nội đuổi. Nội đuổi rồi ba mẹ chuyển nhà luôn hả? Dạ. Thôi ở ngoài này ở ngoài nắng quá. Thôi chị vô chổng ngay, chị nói chuyện với em xíu nha chị. Dạ. Rồi vô chổng nói chuyện với ảnh coi sao. Ảnh đâu, ảnh người sờ nó bẩn. Của mình hay sao chị? Nhà bên đây thì của em, còn nhà bên đây của chủ. À, đất cát này sao chị? Em ở đậu. Ở đậu luôn hả? Dạ. À, ông anh cũng rất giỏi. Thì cái ngày của anh là lấy đất này vậy đó hả? Dạ. Chào anh. À, chào anh. Xin chào anh. Thì em thì ba cho con ba thùng cái đất. Ba thùng cái đất ha. Ừ. Ba thùng mới lắp, bây giờ em về em sửa thùng lại. À, rồi đặng mà kháng như mặn cho ta đó, có mặn ta đó. Thùng này của cha. À, thùng này của hai con. Dạ. Vậy thùng mình nhỏ hả? À, mình lấy đất vậy là tính sao anh? Mình tính thùng hay tính sao? Tính năng tầm. Tầm là ba thước 10 ngàn. À, như là mình lấy là lấy cho nó đều sâu xuống một lớp. Lấy đều sâu sâu xuống lớp vậy đó. 3 mét 10 ngàn. Ừ. Ba cho con làm ngày được nhiêu mét? Làm khỏe được mình không mệt thì làm được ba chục thước thì đã là nhiều lắm rồi. Ba chục tầm là nhiều. Vậy yeah. Ừ. Tối ngày từ xem. Tối ngày hơn á là nhiều. 30 tầm là ba cho con được 300 ngàn. Ờ. Yeah. Có ba cho con làm gì có 300 ngàn. Sống ha. Thôi anh lên đây ngồi uống nước trà anh em mình nói chuyện nha. Dạ. À, lên ngồi uống nước trà chú Tám. Rồi có đang nữa, mình lấy đất lúc nào mình lấy đất lấy. Còn cái đất khô á rồi mình đào đen luôn. Mình sắn mình ôm luôn á. Dạ mình đào đen luôn, có đen nữa. Tất quả cũng chứ đó. Quạt cũng hết chưa. À, anh chị ngồi đi thì hồi lúc nãy thì lấy đang đưa là thôi ngồi đi, đừng ngồi đi.
Lúc nãy thì em ở ngoài thì em cũng nghe ông chú Tám cũng làm từ thiện trước nhà, cũng nói về cái hoàn cảnh của gia đình em, gia đình anh. Cho nên em vô đây em tìm hiểu làm sao cái hoàn cảnh của mình, mà sao nghe chú Tám nói thì quá khổ. Như là cái hồi đó tới giờ là mình ở đây hay là mình ở đâu? Mới về à. Ta cho về đó. Rồi hồi lúc trước là như là mình ở sao mà em nghe nói gì mà bị đuổi đi tới đâu bị đuổi tới đó, là sao hai vợ chồng gì đó rồi ở đó là cục đất của bà già, nhưng mà giờ bà khó khăn quá rồi. Sao bà, hồi lúc mà dựng cái nhà lên thì bà quậy bà đuổi hoài vậy đó. Bà già gỗ của anh hay sao? Bà già gỗ của anh mà sao mà để là mà không cho con mình ở mà đuổi đi là sao kỳ vậy? Là em cũng không biết những vấn đề đó. Rồi cũng có thông qua với lại là băng ấp với xã đó cũng có vô giới quyết giùm em nữa mà băng ấp với xã đó thì nói cũng không lọt vào vấn đề với bà nữa. Dạ. Với bà già không muốn đuổi là bà đuổi ha. Rồi đâu bây giờ đâu chị kể là cái hoàn cảnh của chị mà tại sao mà mình cái nhà mà từ thiện cắt cho mình mà bị đuổi mà giờ đi giờ lỡ 3-4 lần, cái hoàn cảnh của con mình mà đang đi học là phải nghỉ học mà theo mình mà học hành không có được gì trơn, trong khi cháu bé nó học giỏi chị. Em để em kể anh nghe rồi như anh đi mằn về em cũng không biết do chê sao nữa, mẹ em phải chửi hoài vậy đó, rồi bá đuổi nó đi ra khỏi đất, rồi bá đuổi năm này tháng nọ qua hoài vậy đó. Rồi hai chồng em mượn đông gần 17 năm rồi. Nói chung ra là mười mấy năm nay là gia chồng em làm cơm toàn là tan nước mắt không được. Rồi hai chồng thấy vậy mấy chở nhà này nè đi về trong bè. Rồi bên chú Tám cũng gặp hoàn cảnh khó khăn. Chú Tám ổng cũng người cho mới thiệt, đi về chồng mới dựng nhà mẹ đuổi rồi. Người thì giúp đỡ anh em thấy thương tình đó, giúp đỡ cho người cho 100.000, 50.000 dòn rồi mua dầu đó anh. Dạ. Ăn mượn người ta chở, cho người ta chở đi giùm. Để chở cái nhà này luôn ha, nguyên cái nhà này. Rồi về chồng cắt của con lông mau mới có 3 ngày đó. Nó anh coi đó. Nó thiết mới đó. Lập rồi ông chú Tám mua giùm cho nó rồi là đập ra đó. Giờ mỗi lần mưa tới thì con em nó ngủ ngoài này nè. Hai bên nó giọt vô rồi thành ra anh nó mới ngồi chừng nào mà thấy tạnh mưa rồi nó mới dằn mùng ngủ lại. Là tất nhiên là mình bây giờ chỉ nói rõ cho quý khán giả nghe, như là tất nhiên là lúc đầu là ở ngoài nhà mẹ của anh này là ảnh là mẹ anh chửi gia đình mình rồi chửi con cháu, mà sao con cháu mà không có thương mà chửi mà đuổi đi là em sao em cũng không hiểu nữa. Rồi mà tại sao mà bây giờ rồi vô gia đình chị, vô gia đình mẹ chị phải không? Rồi ở cái nhà gì mới đem vô, nghe nói gì mới có cắt 3 ngày là bị đuổi nữa là sao? Tại mẹ em á, nghe là con nhỏ con để cho có ông kia ông suối ông giò ghẻ ông suối, rồi mẹ em nghe là đuổi rồi đi gà mượn chú Tám mượn chẹt vô chở về đây, rồi hỏi ông chú tư ở tạm. Rồi cho ở tạm, rồi bây giờ thì cái nào này mình vẫn ở được mà. Rồi ở sao được đó? Mà nhưng mà con của ông chú Tư cũng sợ về cái nhà. Ông chú Tư cũng cho hay là vài bữa nó về nó cắt bắt nữ. Rồi giờ hai chồng em không có chỗ ở. Dạ nhưng mà con của mình á thì con nhỏ gái thì học là giỏi đó phải không chị? Dạ. Con gái ơi vô đây chú nó nghe nè con. Cái con của nó mắc hết rồi, con của thằng Tư nó đi chứ ghe với chẹt đó rồi ướt rồi con phơ không có được. Còn đúng mẹ tắm với thằng của thằng Tư không? Nó có chụp tấm giấy bự lại đó, cái hình bự lại. Phải. Đúng rồi. Vì là ba cái kia đi xuống chẹt đó rồi đi trúng mưa bão đó rồi ướt cái chân rồi. Thì cái hoàn cảnh này mình nghe nói thì cũng nó khổ thì nó không khổ, mà nó không khổ mà nó khổ luôn quý vị. Tất nhiên là ở cái vùng quê mình thì đất rộng bao la, mà cái chỗ ở là không có cái chỗ ở, mà đi tới đâu thì người ta đuổi tới đó, thì mình cũng không hiểu là cái cuốn nước hai vợ chồng anh này sao kỳ nữa, mình cũng không hiểu. Nhưng mà tại sao mà mẹ ruột mà không có thương cháu nội mình, không thương con mình mà cũng đuổi.
rồi đi tới về bên bên ngoại thì cắt cái nhà chưa được 3 ngày nữa thì dở bung lên hết, thì thiết có lỗ tùm lum cả lê hết vậy luôn. Rồi bây giờ đi về đây ở chưa được 1 năm nữa thì người ta đuổi nữa chốt. Người ta đuổi thì giờ cũng như người ta chưa có đuổi, mà bây giờ người ta dự định người ta cắt cái nhà để người ta cứ dâu, người ta cho mình hay trước. Rồi bây giờ đây thì bên chữ thập đỏ cũng thấy hoàn cảnh của con cháu ở đây nó cũng quá khổ. Rồi nên mà bây giờ cũng dự kiến để cho con cháu nó kiếm cái chỗ để mà nó ở. Bởi vì bây giờ tụi tôi bên chữ thập đỏ thì cũng dự định là bây giờ khả năng thì không có nổi, tính gom mua kiếm chiếc chẹt hay là phi gì cho nó ở dưới sông, mà bây giờ nhà nước thì cũng đang cấm, bây giờ cũng không biết làm sao. Dạ. Bây giờ cũng nhờ mạnh thường quân cái xa gần này kia có hỗ trợ cho cháu nó được mớ nhắm màu á, thì cho nó đỡ khổ một chút. Dạ. Cái nhà nói chung ra thì lỗ quá nhiều. Vậy là... dòng nhà thiết mà dở tới dở lui thì cả như rồi chứ không còn. Nếu mà nhà này dở nữa thì còn nước đem xuống dừng dắt vậy chứ đâu có lợp được. Lợp nữa thì nó mưa nó cũng dột nát hết rồi. Cái nhà này cũng là hồi đó là cũng mấy chú cắt luôn. Đúng đó. Đúng rồi, nhà này hồi đó à. Bên chữ thập đỏ đồ tôi cắt nè, cắt hồi cái thời 167 đó. À, mà sao ngộ gia đình mình là hai vợ chồng ba đứa con, nói chung ra thì cũng không có bệnh hoạn gì hết, mà sao mà mình làm mà không để dư được để mình như là mình mua đất hay là mình cắt cái nhà gì vậy? Rồi ba đứa con thì mấy năm trước đó, ba đứa học hết rồi, lớp nào đóng tiền học rồi tiền ăn uống của nó nữa. Ừ, dạ. Em thì em mặn theo mùa chứ không phải là mặn quanh năm suốt tháng. Dạ. Rồi vợ em thì đúng mùa đi mặn trong công đoàn của người ta đó. Dạ. Rồi mặn rồi hết công đoàn đó, giờ công đoàn đó là 10 ngày hay là 15 ngày rồi nghỉ rồi vợ em ở nhà thì coi cơm nước. Dạ. Rồi là em mới coi kiếm chạy qua sở ngoài, mà nó là cũng như là trong nhà em là đứng trụ cột chính mà cỡ như là mặn được có người. Dạ. Thì mình cũng nghe nói thôi quý vị, mấy chú này từ thiện cũng ở gần cũng có nói là hai vợ chồng cũng lo làm ăn lắm mà không biết sao không dư. Nói chung cũng không có giàu nhạc, cũng không có cờ bạc gì hết, bà con thì ai cũng thương, mà sao mà ở đất người ta lâu lâu là bị đuổi, nó cũng khổ cái cảnh đó. Con gái nghe chú hỏi nè. Dạ. Ừ. Hồi nãy là con nói với chú là con học giỏi phải không? Dạ. Năm lớp 6 này là chỉ là lớp 1 cho đến lớp 5 là năm nào cũng lãnh thưởng hết đó hả? Dạ. Lên năm lớp 6 là cha mẹ về nhà hoài cho nên mình học không được, cho nên là mình không được giỏi nữa phải không? Rồi lên lớp 7 mình có thể mình học giỏi được không? Dạ. Nếu như mà cố định là mình học sẽ giỏi phải không? Là năm lớp 6 này là con nghỉ bao nhiêu ngày? Dạ. Con học năm lớp 6 con nghỉ bao nhiêu ngày con nhớ không? Dạ. Nghỉ nhiều lắm ha, nhưng mà vẫn lên ha. Mà lớp 7 là mình đi học được, mà có chỗ ở ổn định là mình sẽ học giỏi ha. Trả lời là em chỉ đừng gật đầu con. Dạ, dạ, mình nói đó. Gật đầu biết rồi. Rồi bây giờ là cha mẹ cực khổ mặn mình, mặn cho mình đi học như vậy, mình thấy như sao con? Thấy vui, cũng mừng. Cũng ráng học giỏi là nó cũng tiếp cha mẹ con. Thì con cũng cố gắng học để tiếp cha mẹ. Thì hai anh con là cũng đã lớn rồi thì cũng đã phụ tiếp cha mẹ con rồi, thì cái hoàn cảnh này nếu như mà kêu mình giúp thì mình nói thật luôn với các mạnh thường quân là mình không có giúp cái được cái gì trong cái hoàn cảnh này hết. Nếu như mà tại vì gia đình đó thì bình thường thì cái ăn thì nói chung ở đây thì vợ chồng có thể là làm lụng là đủ ăn, còn cái mặt thì chị cũng khỏi lo, anh chị đồ nhà ở đây cũng khỏi lo, tại vì những cái đồ mà người ta bận núi vậy cũ cũ rồi người ta cho, mình cũng nghe nói là nói chung là đồ mặt là anh em của bác cũng đã cho người ta cho không ha. Dạ. Còn thằng lớn thì thập giò nó đau hồi lúc mà trong bụng mẹ nó đau rồi thập giò nó yếu rồi thành ra nó tới giờ nó cũng không biết lội. Dạ. Rồi thằng nhỏ thì hồi đó thì nó mới có 2-3 tháng là nó bệnh phổi tới bây giờ luôn, miễn mà trời cho gió lại mưa bão cho gió lại là quyền nó hò sáng đêm. Dạ. Ở đây mình là làm là mình chỉ là đi giác đất thôi chứ ngoài ra anh có làm công việc gì nữa được không? Em thì cái chỉ là có cái môn cái nghề này giác đất với lại là giúp đất mướn. Ừ. Chứ không có làm gì được ngoài đó ha. Làm ra cũng gắng cố gắng lắm mà làm với anh em ta, mình không có xe đi. Yeah, anh em ta đi xe, người ta đi xa, người ta mặn được.
còn mình thì đi xe đạp đi không đợi người ta. Giống như xe đạp đó là xe đạp của cô bác anh em, người ta đó thấy mình đi mặn đi chính đất đó rồi đi bộ rồi đi bộ đi vô đường xa đi vòng vậy đó, rồi thấy gì xe đạp cũ đó, cô bác người ta cho nữa. Nó coi cho về mình như mình sửa lại 20-30 cái đó rồi mình sửa lại mình chạy tạm đỡ vô tới cái chỗ mặn vậy đó. Đó. Thì bây giờ nè gia đình mình á thì em chưa hứa được cái gì với gia đình mình. Dạ. Nhưng mà cháu gái á thì nó học giỏi không? Học giỏi thì chú có thể là chú chia sẻ, chú kêu gọi mình từ mạnh thông quân là có thể là hỗ trợ cho con học. Để con gái học sau này con có thể là con đổi đời để phải giúp cha mẹ con ha. Thì cái chỗ ở của con đó thì bây giờ nó lông bông vậy chú cũng không biết sao mà chú nói, nhưng mà chắc có lẽ là nếu như á mà các mạnh thường quân nào mà muốn mà giúp đỡ được á thì mình thấy ở đây á thì cũng có một cái miếng đất người ta kêu bán á, à, cũng khoảng 100-150 triệu khoảng 150 triệu quý vị, mà người ta kêu bán á. Có thể mạnh thường quân này giúp đỡ bằng cách là bây giờ có lẽ là chắc là mua cho vợ chồng anh ở chứ không có cho, vì vợ chồng anh phải cố gắng mằng đặng là vươn lên đặng là mua được miếng đất khác đặng ở, đặng trả cái miếng đất đó cho những người người ta bệnh hoạn hay khó khăn gì đó, đặng người ta sẽ ở tiếp. Thì vợ chồng mình thì cố gắng mình vươn lên, sau này có con gái nào học giỏi nào cũng rất có thể là đổi đời được. Thì cái chuyện con gái học này á, thì mình có thể là mình liên hệ đặng là giúp đỡ được cho cháu ha. Thì cháu cứ yên tâm, cháu cố gắng cháu học đi, cái thằng học của cháu thì chú sẽ có cách, chú sẽ lo cho con nếu như con học giỏi. Con dám hứa là nếu như mà qua năm lớp 7 là con có chỗ ở đàng hoàng là con sẽ học giỏi không, dám hứa luôn ha. À, vậy con cũng em cũng được, vậy là con cũng là cái niềm hy vọng của cha mẹ con đó. Thì bây giờ mình đến đây với quý vị, thì mình nghe nói vậy thôi chứ cái hoàn cảnh này mình cũng không biết giúp làm sao nữa. Bây giờ nếu như mà tặng cùng quá mà người ta đuổi mà không có chỗ ở thì mình cũng xin đóng góp rồi với mấy chú từ thiện, là có thể là mình mua chiếc kẹt cho vợ chồng con cái ảnh là xuống sông ở đi, rồi ai đuổi như là cái chỗ này người ta đuổi thì mình chống lại chỗ khác, bất quá đuổi hoài thì chống lại trước cửa nhà em, nhà em có cái sông chống trước cửa nhà em ở cũng được nữa. Không sao hết ha. Chứ bây giờ nếu như cái hoàn cảnh của anh với chị thì anh cũng chưa có cái gì được. Nếu như có mạnh thường quân nào mà có lòng hảo tâm đó, mà người ta thấy cái hoàn cảnh của anh chị người ta thương, người ta xót, người ta có thể người ta giúp đỡ cho anh chị được thì em sẽ hỗ trợ cho anh với chị. Thì hai cháu trai đó đâu rồi? Ừ, Tâm vô đây hai đứa chú nói nghe thôi. Hai thằng vô. Bỏ đi đi con, chút nữa hai góc. Chút nữa hai góc con ơi. Vô đây coi. Lộn. Băm. Kêu nghe không? Vô đây nè. Vô đây nè. Đây là hai đứa con trai của anh em. Con cây lớn thứ hai. Cây lớn thứ hai cái do có tật đó ha. Sống mình sông nước mà không biết gọi là tổ lắm nghe con. Còn con là con thứ ba. Dạ. Con nghỉ học bao lâu rồi? Con nghỉ học mới năm nay. Mới năm nay. Còn con nghỉ học bao lâu? Con mới Tết vừa rồi nghỉ dịch 2 tháng học bình thường. Thấy cha mừng cực quá nghỉ. Thấy cha mừng cực quá nghỉ luôn. Và dạ. Hai đứa bây giờ tiếp cha được nhiều chưa? Cũng ở rồi, cha cũng đỡ mệt rồi. Mấy bữa cha bệnh cũng đỡ cách khó. Rồi hai đứa con lớn vậy, hai đứa con biết người ta sắp đuổi nhà mình đi không? Dạ. Con không biết được là người ta sắp đuổi mình đi với chỗ này hả? Dạ. Không biết luôn. Chú vô này con mới biết đó hả? Rồi chú lạ mà chú biết là trước hai con ngộ vậy. Mình ở trong gia đình rồi sao mình không biết? Dạ, con không biết nhà. Con lo làm. Con lo làm không? Con không biết đâu ha. Thì cái hoàn cảnh nha quý vị, thì cái nhà thì 1, 2, 3, 4, 5 người. Thì lúc trước thì hai cháu này đi học cho nên là cha mẹ lo không như là lo ăn không mà lo đủ cái ăn thôi, chứ còn mà dư giả thì không có nên là cũng nhờ cậy bà con xung quanh đây. Thì hôm nay thì mình vô đây thì mình biết cái cháu này, cháu gái con của ông là cháu học giỏi, thì mình sẽ cố gắng
mình kêu gọi mạnh thường quân hỗ trợ cho cháu đi học, sau này là cái niềm hy vọng của cha với mẹ. Còn hai người anh thì phải như là bây giờ thì cha cũng yếu rồi, cũng phải bằng phụ giúp cha, cho nên là không có tiếp tục đi học được. Nói chung ra thì ở quê mình quý vị rồi làm lụng một ngày cũng không có được nhiều tiền, thì quý vị biết hồi nãy chỉ có nói là một ngày là 50 gốc đàn nó là khoảng là 60 ngàn, cho nên là cái thu nhập quá thấp không để đủ sống. Còn mà ba cha con á, mà đi mà lặn đất trong cái thùng đó đó, là một ngày ba cha con đi lặn đất như vậy đó là được 300 ngàn. Là ba cha con biết lặn đất này là nó rất là nó cực khổ, vừa lặn mà vừa dứt nữa rất cực khổ. Thì video của mình hôm nay đến nhà anh để chia sẻ cái hoàn cảnh của anh cho quý vị và các bạn biết. Nếu như mà quý vị và các bạn nào có lòng hảo tâm muốn giúp đỡ cho gia đình anh thì liên hệ với Thái trên tôi một miền Tây qua số điện thoại là 0911 629 667. Thì cái mình bây giờ thì trong gia đình mình bây giờ nếu như mà được ước muốn cho gia đình mình thì anh ước muốn được cái điều gì cho vợ và ba đứa con của anh? Thì em ước muốn đầu tiên hết là được, trước tiên là cái làm nhà ở đó. Yeah. Là em mãn nguyện lắm rồi đó. Chứ bây giờ miễn mà em còn sống như vậy thì cả gia đình em á, mà em chết đi rồi á, thì cả gia đình con em á, thì ba mẹ con nó không biết sống bơi giờ trôi lạc về đâu. Dạ yeah. Em cũng cảm ơn anh. Còn con gái con là cái niềm hy vọng của cha với mẹ con, thì con ước gì được cho gia đình mình? Con ước là con sẽ học giỏi giúp gia đình chung hơn. Con vậy cũng quá tốt rồi ha. Thì mình vô đây thì mình thấy cái hoàn cảnh thì rất đáng thương nha quý vị. Tuy là không một người nào bệnh hoạn gì mà cũng lo làm ăn, nhưng mà vươn lên tại vì không có cái chữ cái nghĩa, nó không thoát được cái nghèo, cho nên nó cứ đeo bám hoài. Mà tội cái là nói chung là hai chồng em là một chữ cái tên không có bởi vì rất là khổ. Bởi vì anh cũng nên là gắng cố gắng cho con gái học, tại con gái mình học giỏi, gắng cố gắng cho con gái học, không thoát được cái nghèo, không có đất ở, cho nên là đi tới đâu người ta đuổi tới đó. Mình thấy cái hoàn cảnh này cũng rất là tội, nhưng mà mình không có khả năng mình giúp được, thì chỉ có một con đường duy nhất là có Mạnh Thường Quân nào có điều kiện thì mua một miếng đất đó, Mạnh Thường Quân đó đứng tên, nhưng mà cho vợ chồng anh ở đỡ ở đậu, vợ chồng anh sẽ cố gắng bằng đang vươn lên 5 năm 7 năm 3 năm gì đó vươn lên, bằng có một số tiền mua cái nền mới thì sẽ trả lại cái nền đó cho cái Mạnh Thường Quân đó. Thì cái này chắc cũng nhờ các Mạnh Thường Quân rất là nhiều, tại vì các cháu ở đây thì quý vị biết rồi, không có học được bao nhiêu, mà đi làm thì ở trong quê mà thờ cạo lên Sài Gòn thành phố làm thì cũng vài ngày cũng bị đuổi, cũng sao về không biết nữa. Chú cũng nghe nói là con đi Sài Gòn về con mằng đó rồi sao mà vài bữa về là sao? Mình chẳng thấy việc làm được không có về. Thấy việc làm không được con về ha? Dạ. Năm nay là con là bao nhiêu tuổi? Dạ con 17. 17 tuổi em? Dạ con 15. 15 ha. Ừ, anh con đi Sài Gòn con có đi không? Ừ. Lúc đó mình đi là mình trốn đi hay sao? Trốn ba mình đi không? Con thấy hạ cái nhà tội nghiệp quá, mình trốn đi lên trên mà. Ừ. Thì cũng rất cuộc thôi quý vị. Thì cái video mình đến đây để mình chia sẻ cái hoàn cảnh này, thì cũng mong, mình cũng rất mong là quý Mạnh Thường Quân và quý khán giả cũng chia sẻ và giúp đỡ cho cái gia đình này, tại vì là không có phải là cờ bạc hay là gì, tại cái số nghèo nó đeo đẳng, thì có được một cái niềm tin thắp sáng là có một đứa con gái học giỏi, thì mình cũng cố gắng kêu gọi Mạnh Thường Quân để là hỗ trợ cho cháu, đặng cháu được học sau này để thoát nghèo cho cha với mẹ. Thì mình vô đây nha quý vị, mình thấy cái này nó cũng lạ lạ. Quý vị mình đi ra đây, mình vô mà mới đầu mà mình chỉ nhìn thôi, không chị ngồi đó đi, em mình nên đi ra. À, là cái bảng này là bán nhà trả nợ ngân hàng.
Lý do làm sao mà mình cũng không biết là cái vụ này là bán nhà trả nợ ngân hàng nữa nè quý vị. Rồi mình vô thì mình kêu cả nhà vô ngồi thôi, nhưng mà mình không có hiểu nổi là cái sao mà bán nhà mà trả nợ ngân hàng. Sao mà cái nhà mình là có cái bản ngộ hơn người ta là bán nhà trả nợ ngân hàng. Cái chữ đó ai viết vậy? Gia đình mà ngân hàng xuống đòi hoài, gia đình mà không có đủ ăn, rồi mấy kêu là viết bản lên bán nhà trả nợ ngân hàng. Là mình thiếu nợ ngân hàng là mình thiếu nợ gì vậy chị? Thiếu nợ các nhà này nè anh. Đó, mà trong số đó hồi đó kêu em ra làm hồ sơ giấy tờ mới là cắt cho cái nhà thôi, chứ đâu có biết vụ mà cho vay. Cho vay mình cắt nhà mình không biết ha. Không biết, không hay vụ đó. Cái chừng về rồi thì nghe nói không có nói 8 triệu tấm gì chứ. Không thấy tấm mặt 8 triệu gì đem về nhà chứ. Chỉ là biết đem vô cắt cái nhà vậy thôi, rồi đóng cái bỏng cắt lên rồi dựng cái bản 167 quyết định của nhà nước. Cho biết cho thôi chứ không cho, có cho dây. Không nghĩ là cho dây. Không biết chữ nó khổ ghê ghê. Vậy là mình thiếu nợ là tổng cộng ngân hàng là hiện giờ là gia đình mình thiếu nợ là 8 triệu của ngân hàng. Rồi mình có thiếu nợ gì ai ở ngoài gì không? Không có thiếu nợ ở ngoài mà thiếu nợ có nhiều đó. Vậy ha. Rồi gia đình mình là bằng ngày nào là mình cố gắng mình lo cắt cụm là đủ ăn ngày nắng ha. Rồi cháu gái đi học rồi sáng đi học rồi có tiền có bạc gì đi học không con? Vậy ha, sáng ngày con đi học được nhiêu tiền? 5.000, có khi có mẹ có tiền nhiều thì cho mọi người. Vậy ha, một ngày cũng được 5.000, 10.000, cũng lo cho con đi học ha. Vậy cũng tốt. Bởi vì lúc nãy vô sao thấy cái bảng nó ngộ ngộ là gia đình mình còn thiếu nợ là 8 triệu. Thì hôm nay thì em đến gia đình của chị để chia sẻ và biết cái hoàn cảnh của chị gì đó. Thiếu nợ 8 triệu mà cũng mười mấy năm rồi hả chị? Mười mấy năm rồi cũng chưa có điều kiện để trả. Thì đến cái hoàn cảnh này thì mình mới thấy thật sự là khổ luôn quý vị. Chứ còn mà mình ở ngoài mình nhìn thì mình thấy rất là bình thường, là gia đình 5 người ai cũng là có điều kiện làm ăn hết, làm ăn được hết, mà tại sao mà khổ như vậy? Thì mình hỏi hết ra mình mới biết là quả thật là nó khổ. Thì hôm nay mình đến đây thì bây giờ đi ha, là làm lòng tin với cháu gái đi. Thì con là cái niềm hy vọng của gia đình. Con đi học thì bây giờ chú sẽ cho con 2 triệu đặng là tủ trường, con mua quần áo, mua tập vở đặng con đi học ha. Và nếu như mà có người nào đó hỗ trợ cho con thì chú sẽ đem vô tiếp tục, chú sẽ giúp gia đình con ha. Thì bây giờ chú sẽ cho con 2 triệu. Thì cái nợ ngân hàng của mình á thì để coi có như là ai mà thương mình á thì người ta sẽ hỗ trợ, người ta giúp mình ha. Rồi bây giờ chú cho con trước là 2 triệu, cái tiền này là quần áo, cặp sách để đi học. Đây, chú cho con 2 triệu. Cảm ơn chú. Con có gì muốn nói với Mạnh Thường Quân không? Cầm hai tay lên. Cảm ơn các Mạnh Thường Quân giúp đỡ con tiền học tập. Rồi chú cũng cảm ơn con. Ha. Thì video của mình đến đây cũng xin phép được kết thúc nha quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong video tiếp theo.